Hello anh em nha. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu anh em một số sản phẩm có thể nói là có thể thay thế được cho đồ gym của mình, làm cho anh em an tâm nhất. Thì đặc điểm của nó là gì? Một số dòng xe của Honda bây giờ nó có phụ tùng zin chính hãng rất là mắc. Một số anh em mình theo trường phái thích xài đồ zin, nó không thích xài đồ chế á, thì lỡ xảy ra té ngã thì sẽ rất là khó để mà mình thay cái mới, tại vì phải đặt hàng rồi phải giá tiền nó cao. Và nhiều khi thay zin là rồi anh em muốn có một cái gì đó nó độ một tí á, thì lại không đáp ứng được. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu anh em một cái dòng sản phẩm chính hãng nha anh em. Đó là dòng sản phẩm cùm côn và cùm phanh Racing Boy. Thì lần trước video trước mình đã giới thiệu tới anh em hai cái mẫu cùm phanh rồi, cùm phanh bình dầu liền Racing Boy. Thì đây là cùm bình dầu liền, kích thước là 12.7mm, 12.7mm. Thì cùm này là nó có cấu tạo như zin ha, bình dầu, về độ cao của bình dầu và hình dáng bình dầu thì như zin. Một số anh em mình đi Seawood hay quay rim đó thì mình thay không cần chế gì hết đó, thì anh em mua vậy là thay vào thôi ha, thẩm mỹ hơn rất là nhiều và cái lực thắng cũng tốt hơn, tại cái cục ben của nó dài ha, có bắt chân gương đàng hoàng. Nói chung anh em mua là chỉ cần mua là gắn thôi, không có phát sinh gì hết. Ở đây nó có một ốc xả gió ở phía trên nữa thì giúp cho anh em mình xả gió rất là nhanh ha. Đây phía dưới này có tem chống giả luôn, anh em mua về cào ra là sẽ biết. Rồi còn đây là cái mẫu 14mm. Mẫu này thì cũng như là mẫu kia nhưng mà cái bình dầu nó kiểu dáng hơn, dành cho anh em đi xe ghi đông trần đó, như là Rider, Sonic, FZ, một số chiếc mô tô đó. Thì cái lực thắng nó sẽ lớn hơn đó, dành cho số xe mà có cái vận tốc lớn đó, thì mình xài cái này cũng ngon ha. Đó, gắn ở ngoài rất là thẩm mỹ ha. Bình dầu nó hình tam giác, hình như giọt nước vậy đó, rất là đẹp. Bình dầu nó lớn hơn bình dầu vuông nữa. Đó. Còn đây là cùm côn ha, bình côn. Đó, cùm côn thì nó cũng có cái cơ cấu là tất nhiên là nó sẽ có cái trợ lực phanh. À không, có trợ lực côn, nó sẽ bóp nhẹ hơn là cái côn zin một phần. Đó, không nhiều nhưng mà đều vẫn nhẹ hơn zin được một tí. Đó, có tăng chỉnh đàng hoàng và đặc biệt là có luôn cái dây công tắc. Cùm phanh cũng vậy nha anh em, cùm phanh cũng có công tắc luôn nha. Đây công tắc này đó. Có công tắc, cũng là hàng zin Racing Boy luôn. Đây, hai bên, cái nào cũng có hết. Côn thì cũng có công tắc cắt côn luôn. Đó, rất là tiện lợi ha, như zin. Có dắt sẵn nè, anh em mua về thì rút ra cắm thôi. Có thể tự thay ở nhà được luôn nha anh em. Đó, anh em tháo dây côn ra rồi gáp qua đây, rồi cắm dắt là xài thôi. Có bát chân gương luôn, rất là tiện lợi. Đó, hình dáng bát cũng làm rất là đẹp, thẩm mỹ. Dành cho mấy xe ghi đông trần đó, thì nó cũng phô được cái tính thẩm mỹ của nó luôn. Rồi giờ mình sẽ nói về giá luôn nha. Anh em mua là bán lẻ, mình có bán lẻ hết và bán bộ luôn. Bộ là hai bên, lẻ thì một bên, bên nào cũng bán hết. Thì ở đây là cùm côn mình sẽ bán giá là 320 anh em, một cái bộ cùm côn full set, cũng là hàng đầu zin luôn. Đây có tem chống giả Racing Boy, hàng công ty. Rồi. Cái cùm này là bình dầu vuông, nó còn gọi là cùm 12mm á. 12.7, mình làm tròn là 12. Thì cùm này là 550 nha anh em. 550.000. Còn cái cùm bình dầu dài là 14mm này, loại cùm 14. Thì cùm này là nó có giá là 650. Sắp tới mình sẽ review cho anh em cái phần cái mẫu mà cùm bình dầu rời luôn ha. Cùm phanh bình dầu rời luôn đang đình đám thị trường bây giờ đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha. Bye bye.